Ông Day Kai là già làng, người có uy tín, nhiều năm tham gia công tác mặt trận tại Buôn Hiao, xã Chư Bá, thị xã Ayunpa, được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ở địa phương tin tưởng bởi sự sâu sát, gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân. Với sự hiểu biết về phong tục tập quán và khả năng tuyên truyền, ông Day Kai đã góp phần đưa đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước sớm đến với nhân dân, tham gia hòa giải thành công 8 vụ tranh chấp đất đai và 15 vụ việc mâu thuẫn trong cộng đồng. Ông là một trong những hạt nhân giữ vững đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và hạnh phúc của nhiều gia đình tại địa phương, được các cấp khen thưởng, biểu dương là điển hình về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gia làng là vận động được dân làng là tuyên truyền vận động đoàn kết, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đã động viên mấy cái con cháu đi học ở trường, rồi là cho nó biết chữ. Ông Day Kai thì là sống thì rất là giản dị, gần dân, sát dân. Khi nào mà có việc xảy ra trong thôn là ông đều có mặt, không ngại ngùng về trời nắng mưa gì đó, là ông đều tham gia, ông rất là nhiệt tình. Sức lan tỏa, sự uy tín của ông là rất là cao đối với nhân dân. Đảng bộ Công an thị xã Ayunpa đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đối với công an nhân dân và cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tổ chức hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề, tự soi, tự sửa đã có hơn 20 lượt tập thể và 60 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và giáo dục, cảm hóa một số trường hợp từng lầm lỗi, giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân, hỗ trợ nhiều hộ nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trước đây vì nhẹ dạ cả tin nên mình theo bọn phản động Phun Rô, Tin Lành Day Ga. Nhờ chính quyền địa phương và cán bộ công an thị xã Ayunpa tuyên truyền, vận động, giáo dục nên mình đã nhận biết lỗi lầm, nay không nghe theo kẻ xấu nữa, cùng gia đình yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đảng ủy lãnh đạo quân xã đã tổ chức triển khai quán triệt cụ thể đến từng chi bộ trực thuộc và chi bộ công an các xã phường, chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể và giao cho từng cán bộ đảng viên xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với cái nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, triển khai thực hiện hiệu quả thiết thực. Qua đó thì trong những năm qua thì tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã đã được đảm bảo giữ vững ổn định, phục vụ cho cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời thì đảng ủy lãnh đạo công an thị xã đã triển khai thực hiện cái công tác dân vận trong công an nhân dân. Mà cụ thể tiêu biểu đó là cái công tác phụ trách kinh nghĩa làng, lập hũ tiết kiệm vì người nghèo. Thì trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ đã kiệm được hơn 200 triệu đồng ủng hộ như là mua bò, ủng hộ các người nghèo, rồi hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà cho các cái hộ nghèo trên địa bàn thị xã. Thì qua đó đã được cái sự đánh giá cao của cấp ủy chính quyền địa phương. Ban Thường vụ Thị ủy Ayunpa đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng chuyên đề cụ thể theo từng năm, nội dung phù hợp với thực tiễn của địa phương với các biện pháp quyết liệt nhằm tạo những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tại địa phương. Từng tổ chức đảng và từng cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức hàng năm đã xây dựng kế hoạch cụ thể, hưởng ứng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là một trong những tiêu chí để bình xét, đánh giá cuối năm. Năm 2023, thị xã Ayunpa có 34 tập thể và 44 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2023, thì Ban Thường vụ Thị ủy cũng đã xác định và chọn hai cái nhiệm vụ trọng tâm làm cái khâu đột phá để rồi tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện tốt cái chỉ thị 05 và kết luận 01 của Bộ Chính trị. Đó là cái thứ nhất, đó là đẩy mạnh cái việc cải cách thủ tục hành chính. Đấy, rồi nâng cao cái vai trò trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức trong cả hệ thống chính trị từ thị xã cho đến cơ sở. Vấn đề thứ hai đó nữa là tập trung để rồi xây dựng cái hạ tầng kinh tế
xã hội đồng bộ của thị xã để rồi phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn của thị xã. Xác định lấy đó làm khâu đột phá. Qua việc thực hiện rất là nhiệm vụ này, cho nên là cũng từng bước thì cũng đã khắc phục được những tồn tại, những hạn chế trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn của thị xã. Và qua việc thực hiện đó thì cũng đã tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc ngay từ ở cơ sở mà được cử tri và người dân quan tâm. Xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng. Ban Thường vụ Thị ủy Ayunpa tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện với những mô hình hay và những cách làm mới sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, nhằm góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng thị xã ngày càng phát triển, xứng tầm là đô thị động lực khu vực Đông Nam của tỉnh Gia Lai.